Nóng nóng, sắp đến Tết rồi, anh em nhà mọt có dự tính ăn chơi tưng bừng tất niên ở đâu chưa? Để tiếp thêm sức mạnh cho anh em game thủ vừa chơi game vừa tất niên, mọt list tạm một số game gacha mở bát đầu năm 2023 nha. Bởi năm 2022 khép lại với sự bùng nổ của nhiều sản phẩm gacha nổi tiếng có thể kể tên như Tower Fantasy, Nikki, Neural Cloud. Các tựa game đó mang đến làn gió mới cho thị trường game quốc tế cũng như phá vỡ ách thống trị bấy lâu nay mà Genshin Impact đang gây dựng. Tuy nhiên, game gacha 2023 thậm chí còn cháy hơn nữa khi rất nhiều sản phẩm đến từ những ông lớn như HoYoverse, Kuru Game, Netmarble đồng loạt xuất trận. Vậy, top game gacha 2023 được cộng đồng ngóng chờ nhất là những cái tên nào? Lưu ý, danh sách này mình sẽ ưu tiên mỗi nhà một hoặc hai con là đủ chứ không dùng nhiều quá nha, để anh em có nhiều sự lựa chọn hơn trong năm mới nè. Cũng trong danh sách game này có những sản phẩm có ngày ra mắt, còn phần lớn đều chắc chắn sẽ ra vào năm 2023 chứ không có ngày cụ thể đâu nha. Honkai Star Rail HoYoverse. Một trong những siêu phẩm top game gacha 2023 đáng mong chờ nhất của nhà HoYoverse chính là Honkai Star Rail. Được quảng cáo trong suốt năm 2022, Honkai Star Rail tạo ấn tượng rất tốt với cộng đồng fan của Honkai nói riêng và các game thủ gacha nói chung. Thuộc thể loại RPG truyền thống, sản phẩm tạo ấn tượng rất là tuyệt vời cả về âm thanh, hình ảnh cũng như chất lượng cốt truyện. Mọi Game Mobile đã có một bài review cơ bản về sản phẩm này để anh em có cái nhìn chính xác nhất về nó. Vì thế mọi người có thể xem lại video tại đây nhé. Hiện tại mình đã tìm hiểu từ khá nhiều nguồn thông tin từ trong nước cho tới quốc tế, nhưng mà ngày Honkai Star Rail ra mắt vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên đã từng có một thông tin leak ra rằng game sẽ sớm ra mắt vào quý 1 năm nay, nên anh em cứ lọt dẹp hậu nha. À mà trong danh sách của nhà HoYoverse năm 2023 còn có cả Zenless Zone Zero nữa. Đây cũng là một siêu phẩm đáng để chơi, đáng để trải nghiệm. Gameplay hành động đã tai, mãn nhãn thao tác, chuyển động mượt mà, nhân vật đẹp mắt. Tuy nhiên vì có quá nhiều cái tên ra mắt trong năm 2023 cũng như là phải ưu tiên nhiều nhiều các nhà phát hành khác nữa, nên mọt tôi sẽ hẹn mọi người trong một video khác đầy đủ hơn nha. The Seven Deadly Sins Origin Netmarble. Trong nhiều năm liền, thương hiệu manga anime The Seven Deadly Sins nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, và cũng chính vì thế phiên bản mobile PC của nó cũng mọc lên như nấm. Netmarble đã và đang thành công với Seven Deadly Sins Grand Cross, một tựa game RPG vô cùng hấp dẫn. Trước đây một game mobile cũng đã có một video tổng quan về con game này rồi, lối chơi, chiến thuật khá thú vị và đấu trí căng não đó nha. Con game này còn có những thước phim đẹp xoay quanh các kỹ năng chính nữa, bao ngầu. Vì thế bản Grand Cross này mới được ưa chuộng đến như vậy. Chính vì lẽ đó, đơn vị này gần như đã sẵn sàng để tung ra The Seven Deadly Sins Origin, siêu phẩm nhập vai thế giới mở cực kỳ hấp dẫn. Có thể nói, gameplay của The Seven Deadly Sins Origin khá giống với Genshin Impact, nên việc làm quen vô cùng dễ dàng. Sản phẩm vẫn giữ được cái chất của bản anime, với các thiết kế nhân vật tôn trọng nguyên tác, chi tiết cùng là đồ họa được nâng cấp đáng kể. Gacha trong game sẽ thiên về việc sưu tập các nhân vật chính trong thất hình đại tội, các phản diện cũng như là các hình thái nâng cấp qua từng mạch truyện. Thế giới trong The Seven Deadly Sins Origin vô cùng rộng lớn với nhiều khu vực và chiều không gian khác nhau. Được biết, phiên bản này vẫn sẽ đi theo cốt truyện gốc của The Seven Deadly Sins, nhưng sẽ có những cải tiến mới mẻ hơn. Không rõ là về sau tựa game này có hợp tác cùng các anime manga khác như cái cách mà bản Grand Cross đã làm hay không. Nếu có thì đây xứng đáng là một bom tấn của năm 2023 đó. Wuthering Waves Kuru Game. Tin vui với cộng đồng gacha trong nước và trên thế giới nha. Wuthering Waves chính thức ra mắt phiên bản Global vào năm 2023. Đây cũng là lời khẳng định của đội ngũ sản xuất sau hai lần mở cửa thử nghiệm thành công vào ngày 4 tháng 7 năm 2022 và 20 tháng 9 năm 2022. Cũng như mọt tôi, chắc có nhiều anh em cũng chưa được trải nghiệm từ game này bởi hai lần test của sản phẩm mở cực kỳ giới hạn. Tuy nhiên, có rất nhiều video gameplay của Wuthering Waves được đăng tải trên mạng, nên độ hot của sản phẩm này ngày càng tăng. Wuthering Waves sở hữu lối chơi nhập vai thế giới mở, cho phép người chơi hóa thân vào nhân vật, trải nghiệm hệ thống bản đồ rộng lớn. Không chỉ sở hữu hệ thống nhân vật đa dạng theo phong cách anime, Wuthering Waves thuyết phục người chơi thông qua cơ chế gameplay combat cực kỳ là mãn nhãn, với những pha hành động được trau chuốt tới từng thao tác. Mình đánh giá rất cao yếu tố hành động này nha, bởi nó cho mình cảm giác như đang chiến những game hành động nhập vai thực thụ trong một thế giới hỗn loạn vậy. Có thể là đồ họa của Wuthering Waves vẫn thiên về anime và mạch truyện chưa được sáng tỏ, nhưng nhiều khả năng nó cũng đi theo trường phái đắt như các sản phẩm khác mà thôi. Chính vì lẽ đó, cộng đồng game thủ đang rất kỳ vọng Wuthering Waves 2023 sẽ có thể phá vỡ sự thống trị của Genshin Impact trong suốt những năm trở lại đây. Edergazer Global YoStar. Với game thủ Trung Quốc, họ đã và đang chinh phục Edergazer, bởi đây là thị trường đầu tiên mà sản phẩm này nhắm tới. Tuy nhiên anh em Việt Nam của chúng ta cũng chẳng kém cạnh khi họ luôn biết cách lách luật để có thể trải nghiệm trọn vẹn sản phẩm này.
Thế nhưng, phần đông bạn bè quốc tế và chúng ta vẫn chưa được sờ tận tay Edgazer. Vì thế, theo nhiều nguồn tin mật của nhà mọt, sản phẩm này sẽ ra mắt phiên bản Global vào giai đoạn giữa năm 2023. Bản thân cộng đồng game thủ Việt chắc cũng mong ngóng ngày này bởi họ vướng vào rất nhiều rào cản cả về ngôn ngữ quy định khi chơi trước bản tiếng Trung. Có vẻ như năm 2023 sẽ là thời điểm bùng nổ của các tựa game thế giới mở. Một trong số đó sẽ là Edgazer, vẫn theo thiết kế nhân vật anime cùng với một cốt truyện vô cùng dark. Edgazer chinh phục người chơi bằng những gameplay đậm chất hành động, combat mượt mà và dàn nhân vật được đầu tư trau chuốt về ngoại hình. Có lẽ với game thủ, phần hành động của Edgazer là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Những phân cảnh né tránh, combat liên chiêu thức cùng các màn tung kỹ năng mãn nhãn đã mắt người xem. Edgazer còn sử dụng các thiết kế nhân vật với đậm chất anime trên ngoại hình của năm 2022-2023. Vì thế cho nên, đáng chơi là đúng rồi. Không chỉ thế, nhiều người chơi phiên bản Trung cũng nhận định Edgazer có cốt truyện vô cùng sâu sắc, lôi cuốn và cũng dark, chẳng kém gì Honkai Bathurst hay Tower Fantasy. Cơ mà lạ, tại sao các anh các chị lại làm cốt truyện cứ phải cố đẻ ra mấy cái pha quay xe kiểu này về trời? Đã chơi game trầm cảm rồi còn làm cốt truyện đát nữa, u là trời. Arknights ES, Hypergrip và Mountain Contour. Thành công lớn nhất từ Arknights là tiền đề để hai nhà phát triển này tiếp tục ươm mầm cái dự án tiếp theo của sản phẩm. Sẵn sàng công chiếu trên các nền tảng thì tựa game nhập vai MMORPG Arknights ES cũng đã rục rịch trình làng. Thông qua trailer mới nhất về gameplay, cốt truyện, có thể thấy thế giới mà Arknights ES xây dựng vô cùng chân thực. Ngoại cảnh game vẫn đi theo cốt truyện chính, nhưng được thiết kế tươi sáng hơn. Yếu tố này đảm bảo cho những pha hành động mãn nhãn của game được show một cách xuất sắc nhất. Về nhân vật, Arknights ES thật sự đã làm rất tốt trong việc biến các nhân vật từ bản Arknights gốc chuyển sang theo loại MMORPG. Ngoài hình được thiết kế đúng theo nguyên tắc anime, trang phục vũ khí cũng được phối màu sáng và rất đẹp. Chuyển động nhanh, mạnh, dứt khoát, Arknights ES xứng đáng được điểm tối đa về hệ thống đồ họa nhân vật. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Sau thành công của thanh gươm diệt quỷ, My Hero Academy và đặc biệt là thương hiệu One Piece, việc chuyển thể các anime thành game đang ngày một nở rộ. Nhiệm vụ của các nhà làm game có phần đơn giản hơn, họ chỉ cần gom toàn bộ các nhân vật trong tuyến truyện chính, chuyển thể thành gameplay theo dạng gacha mà đã có thể gom bổn tiền rồi. Tuy nhiên, đó là lý luận xưa rồi. Còn hiện tại, người chơi đòi hỏi nhiều hơn việc một bộ phim họ yêu thích được chuyển thể thành game cần có những gì. Dàn nhân vật được đầu tư kỹ lưỡng về ngoại hình, chuyển động từ voice cho tới âm thanh, phải đồng nhất với anime nha. Bộ kỹ năng tôn trọng nguyên tắc, lối chơi có nhiều hướng phát triển. Chính vì thế, đã có rất nhiều tựa game liên quan đến series Jujutsu Kaisen được phát triển. Nhưng mà điều chẳng ra ngô ra khoa gì, flop ngược flop xuôi. Có lẽ vì thế, đội ngũ phát triển xâm giáp mới đích thân ra trận để tạo nên một sản phẩm như Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Theo đó, game thuộc thể loại turn-based RPG quen thuộc. Nhiệm vụ của dân gacha tụi mình thì đơn giản: làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động tích trữ tài nguyên để hiến máu cho những pha gacha nhất cái não. Bảo hiểm hay không thì chưa biết nha. Nhưng mình biết chắc một điều, tỷ lệ sở hữu nhân vật sức mạnh thuộc top đầu bộ truyện như là ông thầy bá đạo Gojo, Itadori, Megumi, Nobara hay ác nhân Seguro Geto thì chỉ nằm ở mức rate chưa tới 1% đâu. Nhìn chung mình thấy game này có đồ họa làm rất là đẹp. Các nhân vật với mình tuy thiết kế ngoại hình không được ổn cho lắm, nhưng mà bộ kỹ năng cùng các nhân vật và các thước phim anime tung kỹ năng thì rất là ok nha. Đây là những thứ mình vô cùng thích, vì nó cho thấy nhà làm game đã tìm hiểu rất kỹ về bộ truyện này trước khi hướng tới làm game. Đừng nghĩ ai cũng có thể làm được như vậy, bởi thực tế có vài con game mình không tiện nêu tên ra ở đây, đội ngũ sản xuất không thèm đọc truyện, cũng không có quan tâm cái mở dở tới cốt truyện chính luôn, tạo bừa phán bừa và đặt đại cái tên bừa bãi để câu người chơi. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó thôi à. Thực tế, thị trường game 2023 vô cùng sôi động. Những đại diện kể trên chỉ là một vài trong số hàng trăm tựa game trên rất nhiều nền tảng khác nhau ra mắt mà thôi. Cùng bọn game đón chờ những video review các siêu phẩm này nha. Còn bây giờ thì làm top gì tiếp nhờ anh em?